Mình dùng cái bịch bánh xèo Vĩnh Thuận nè cả nhà. Ok, bây giờ mình đi bỏ bột vô trong cái thau để cho nó, mình quậy bột cho bột cái bột nó nở nha. Thì đây là nó nói là hồi đó giờ mình không có xài cái hiệu này cả nhà, mình xài cái hiệu kia kìa. Giờ thì mình phải coi lại nha. Cho gói bột nghệ, hành lá, sấy, bột bánh xèo, sau đó hòa tan với nước quậy đều. Không có bỏ gì thêm, chỉ có nước thôi. 800 800 ml nước, 400 g bột bánh xèo. Ok, vậy là 800, vậy là 800 ml nước. Ok. Làm bánh xèo á? What is it? What is it? You don't know what bánh xèo is? I forgot, maybe Google I'll... it, go Google it. Ask Daddy Google and show you. Mommy busy right now. Con gái mình nó hỏi bánh xèo là gì? Mình mệt rồi, mình đi chợ giờ mình mệt, mình không có xin lỗi cả nhà, mình đi chợ giờ mình mệt, mình không có trả lời con. Bây giờ mình kêu con đi hỏi ông xã đi, ông xã Google đi, hỏi Mr. Google đi, Mr. Google chỉ cho. Đó, xong rồi đó, bây giờ nó muốn đều rồi nè, bây giờ đợi nó tan tí xíu nữa rồi mình để bột đây cho nó nở rồi mình đi làm đột nhân nha, chuẩn bị thôi chứ chưa chứ không phải là mình phải chuẩn bị nó. Yeah, now you know. Okay, you want to be in the video? Fell apart. You can fix it. Oh my god, Kelly làm hư cái đồ đó của mẹ rồi. You can fix it. Okay, Kelly sửa lại cho mẹ đi. Cái đó là cái gì Kelly biết không? I'm mad. Kelly say hi, say hi to my Hi. We don't see your face. Back, hi. back a little. Hi. There you go. Kali á, cả nhà có thời gian Kali thích mấy cái con này nè. Mấy cái con này con gì mẹ, tên gì mẹ quên rồi. Shopkins. Shopkins là mấy cái đồ chơi á, nó bằng mũ, mũ cứng, mũ mềm. Mình đã làm thành cái hình này hình kia, có thời gian Kali thích mấy cái này lắm. Cái mình mua cho con được cái bộ đồ pyjama, đồ short mặc ở nhà. Cái hình thù đó. Kali xây ra sau lưng đi, xây ra sau lưng coi mấy cái đằng sau đi. Right. Turn around, I just want to show you. That's cute, xây in the front now. Yay! Beach life. What's on the back? Nothing. It's just same with your short. Just this? Yeah. I thought it's different, but it's the same. It's the same. Okay, Kelly sửa được không? Không sửa được, nói ba sửa cho. Ok, bây giờ mình quay lại cái thau đựng nước bánh xèo nè, bột bánh xèo của mình nè, xong rồi nè cả nhà, đều rồi nè, bây giờ không còn lận cận nữa, mình đã quậy hết rồi nè. Bây giờ mình đi chuẩn bị tôm thì mình đã lột vỏ rồi, mình đã rửa sạch sẽ rồi. Qua mình lấy tủ đá ra, bây giờ mình đi sắc tôm, mình mua tôm cái con nó bự quá cả nhà ơi. Bự lắm, bây giờ đổ vậy thì giờ mình sắc nhỏ nhỏ lên chút xíu nha. Nãy Kelly nó muốn học cắt tôm cả nhà mà nó thấy con dao này nó sợ cái nó chạy mất rồi. Giờ thôi mình cắt cho hết cái này đi ha, đóng tôm này xong rồi mình đi cái này tôm cắt xong rồi mình đi chuẩn bị cắt củ hành ngọt, rồi mình đi cắt củ sắn, mình đi nấu đậu xanh. Thế là mình chuẩn bị xong các món rồi, ra mình chỉ khâu chuẩn bị này nó mới cực thôi chứ ra mà đổ bánh xèo thì lẹ. Mà cả nhà ơi, mình đổ bánh xèo á, nhà mình nấu ăn mình không có nấu trong nhà nha cả nhà, mình chỉ hâm đồ ăn hoặc là mình nấu tí sức canh thì ok. Với nướng đồ ăn này kia thì mình làm trong nhà, còn mình chiên xào đó mình nấu ở bên hông nhà, ông xã mình ổng đóng cho mình cái bếp bên hông nhà. Để bữa nào mình quay cho cả nhà coi nha. Hồi xưa là mình nấu ở ngoài gara, có đóng cái bếp nhỏ ngoài gara. Rồi sau này đó, mà cái gara mình đậu được có hai chiếc xe à, mà mình dùng hết một bên để mà nấu rồi.
cái từ ngày mà ông xã mình mua thêm một chiếc xe nữa thì phải đậu hai chiếc, thì không có chỗ cho nên mình phải bị đá ra khỏi gara, là mình phải bị đá văng ra ngoài bên hông nhà. Nói không phải là khoe khoang, nhưng mà nhà có hai vợ chồng, hai đứa con, mà thằng con trai nó chưa có biết lái xe. Thì nhà mình hồi đó giờ thì chỉ có một chiếc xe bốn cửa là mình đi thường thôi, với lại một chiếc xe truck. Đây có nhà thì phải có chiếc xe truck đặng mà đi mua đồ hay gì, đặng mình có chỗ mình chở, có xe mình chở. Thì hồi đó giờ hai chồng cứ đi vậy, cái ổng đi xe truck rước ổng quải, ổng nói thôi anh phải kiếm một chiếc xe bốn cửa anh mua. Vậy là ổng mua thêm một chiếc xe bốn cửa nữa, thành thử ra bây giờ á thì hai chiếc xe bốn cửa đó đậu trong gara, còn một chiếc truck thì nó dài đâu có đậu gara được, thì đậu ở dưới lề đường á. Thì như vậy cả nhà, cho nên bây giờ ngoài gara mình không có nấu ăn được, chứ với lại nấu ngoài gara mỗi lần nấu á phải mở cửa lên thôi nó hôi á, thì hàng xóm á họ ra họ nhìn cái mình cũng mắc cỡ. Thế thôi thì là nấu ở bên hông nhà thì sướng nhất, không ai thấy mình, họ nghe đó, họ biết mình đang nấu ăn đó, nhưng mà họ không thấy mình, họ chỉ nghe thôi. Thì đó là vài dòng tâm sự ha. Bây giờ mình xong cái phần tôm rồi, giờ mình đi sắt củ sắn. Hello. Hi, cái này là cái củ sắn này cả nhà. Cái này tiếng Anh gọi là gì Kylie? Hickama. Sounds like hiccup. Because got the starting with a hick. Kylie thích ăn cái này cả nhà. Cứng quá. Cứng quá, con dao nó mắc cái trong này luôn rồi. Ôi da, cứng quá cả nhà ơi, thôi cắt ở ngoài trước đi. Trời ơi. Cái củ cái sắn này nó cứng, mà cái nhà ăn nha, ăn củ sắn nha. Kylie. Mommy nó Kylie nó thích ăn cái này cả nhà mình nha. Ok, để mẹ cái video lại. Con vô đây đi. Đưa cái mặt vô đây đi. Why you don't need to see me feed you. Here you go. Up your face. No, right, no, here, right. Just give it to okay, me. Okay, right here. Kali ăn củ sắn, cả nhà Kali thích ăn củ sắn. Giờ mình xắt củ sắn nha, với cô Hành đang chuẩn bị đi. Kali want bring it to dad. Apple. Yeah, bring this one to daddy. Yeah, đưa cho ba đi. Ba muốn ăn hả? Mình ăn nha, mời cả nhà mình ăn. It's a hot apple. You want some more? No. It's very hard apple. Cả nhà nghe cái tiếng nó giòn cả nhà. Nó giòn dễ sợ luôn á. Mình nướt mà, củ sắn là mình nướt mà. Nha, giờ mình xắt cái này. Daddy, you want hickama? Wait, I don't want it in my thing. Yeah. I don't want it in my thing. You want any more? I don't want it in my thing. What's your thing? The thing. Okay, no video here. I know, but I don't want it in the thing. There is a video. Oh, you mean bánh xèo? Yeah, I don't want it in it. You don't want mới hồi nãy nó muốn cái này trong bánh xèo nó, bây giờ nó nói nó không muốn nữa rồi. It's hard to like chew. Vô hỏi anh hai ăn hết cơm ma không? Cái củ này nó bự quá, bây giờ mình phải sắt nhỏ nhỏ ra ở ngoài trước. Chứ sắt không được với nó luôn. Ok. Vậy cũng được rồi, đó. Chút xíu củ sắn. Chút xíu giá. Chút xíu rồi cái này mình còn dư vậy thì mình sắt mình để tủ lạnh, mình đi làm mình đem theo ăn, giống như là snack vậy đó, là giống như là đồ ăn như cà rốt thì mình ăn ăn vậy nó đỡ bị mập.
Ok, bây giờ hồi nãy mình xắt là mình xắt theo kiểu nội trợ, để giờ mình xắt theo cái kiểu nhà bếp thử coi, ý giống như mấy thợ nấu ăn nè. Quá dữ, show off quá dữ mà, phải coi chừng ngón tay nha cả nhà. Rồi được rồi đó, đi nấu ăn được rồi đó, nếu có thất nghiệp thì đi đi xin nấu ăn. Nói chơi thôi chứ nấu ăn là cái nghề cực lắm, nghề làm dâu trăm họ mà cực lắm ba con, nhưng mà phải yêu nghề lắm mới làm được ha. Để làm trong bếp nóng đứng đó một ngày thôi, mình xắt hết luôn đi, mình xài không hết thì mình ăn salad thì mình bỏ vô cũng được, mất công phải khỏi phải rửa dao rửa thớt, và mình xắt hết luôn nha cả nhà. Thôi ngừng đi đi. Trời ơi, bây giờ tôi xắt củ hành nha, có ở nhà cả cái củ hành này hồi nãy mình quên cho cả nhà coi á, là nó đề là củ hành ngọt. Mình ăn á nó ngọt liệm hà. Trên này mình không có thích cái đầu chỗ này nè, mình cắt nó đi. Cái đầu cái này nó cứng đó. Mình cắt chỗ này đi. Rồi mình giờ mình cắt củ hành nha. Ok con. Can I put water and put paper in it though? Mm-hmm. And also you then and just dump it. Okay, and then you can put the thing in when we wash it. Okay. Đó, củ hành, xắt củ hành. Xắt củ hành này xong rồi là bắt đầu mình giá mình bỏ ra bịch rồi sau, ra ấy rồi, với lại xắt dừa. Mình xài xắt dừa đông đá nha cả nhà, không có mua dừa tươi. Hồi nãy mình cũng quên mua dừa luôn á. Mẹ mình sực nhớ, mẹ mình ở nhà có một bịch dừa trong tủ đá mẹ đưa. Đó, giờ mình xắt củ hành này xong rồi là đi làm mấy cái món kia, bắt đầu là xong là mình đi đổ bánh. Một bịch bột là chắc chừng 10 cái bánh thôi à. Thì 10 cái bánh thì chắc mình cho mẹ mình ba cái, tại nhà mẹ ba người. Rồi nhà mình là bốn người, nhà em trai mình hai người thì chắc là như vậy được rồi đó. Cái chỗ này nó hơi khó xắt ha, mình xắt vậy đơn giản xắt. Củ hành này á thì chỉ có con gái mình nó sẽ không thích ăn, là thì khi mình làm mình không có bỏ cho nó. Ông xã mình cũng không thích ăn nhiều củ hành đâu. Thì đó. Làm bếp á, thích làm bếp lắm cả nhà. Mà hôm nào mình hơi bận. Thì bây giờ mình bữa nay rảnh nè, thì thôi nấu đổ bánh xèo ăn. Đây là cái bếp mà mình nấu ở bên hông nhà này cả nhà, đó ông xã mình cất cho mình cái nhà nè ở bên hông nhà luôn đó. Mà mình dán giấy bạc hết luôn để mà nó dơ á, là mình chỉ tháo ra thôi thì nấu, mà bà con thấy không, nấu nè nó dơ ghê không đó, chiếu kỹ kỹ ra nè. Khi mỗi lần mình ra đây mình nấu là mình phải lau bụi đó, còn mấy chỗ này nó dính dầu đâu có lau được nè, nó dăng dầu lên đó, mai mốt phải thay rồi đó. À, cả nhà ơi, mình đang chuẩn bị nấu đổ bánh xèo hết ra nhà. Đây là cái dĩa đâu, một hồi mình đổ xong rồi mình đựng đó, mình cái dĩa đá rồi thêm cái này để cho nó thấm dầu bớt. Sát dừa, đậu xanh, củ hành ngọt, thịt gà ức, củ sáng, giá, tôm và không thiếu bột đổ bánh xèo, dầu. Và đây là hai cái nồi. Cả nhà thấy ngoài trời mưa không? Đó, trời mưa về chút xíu mình có bánh xèo ăn nha. Đó, đường ướt rồi đó, này là cái đường bên hông nhà mình nè. Đây là ngó vô cửa sổ nhà mình đó. Thì cái bếp này ông xã mình cất cho mình bên hông nhà đây. Bây giờ mình chuẩn bị nấu ăn nha. Thôi mà cả nhà, để bật lửa lên. Thôi để mình bật lửa lên. Mình nấu đây là mình nấu cái bếp ga mà cái bình Ok, để mình bật lửa cho cả nhà lên coi nè. Ủa, lửa đâu mất rồi?
Đó. Lửa lên rồi bà con ơi. Đó. Nhà cho giảm lửa bớt lại cho lửa vừa vừa thôi để khép bánh. Đó, lửa như vậy là quá đẹp rồi. Đây là hai cái thùng ga dự trữ nè. Đó. Nhà dưới này thùng ga nữa là để dưới này nè. Đây là cái bếp di động. Bây giờ mình chuẩn bị nấu ăn nha. Mình nấu cái chảo này trước đi, hoặc làm chảo kia. Thêm tí dầu. Cái đầu thì chắc phải thêm dầu hơi nhiều rồi đó. Mình biết mình quên mua gì rồi, mình quên mua nấm. Ồ, nhà có nấm mà ta. Ôi trời ơi, nhà có nấm mà quên tuốt luốt luôn. Trời ơi, thiệt tình. Hơi lỡ rồi, mất công đi vô phải ngưng làm này kia rồi rửa nấm rồi sắt nữa. Thiệt tình. Nhân lép lửa cao lên tí đi. Rồi, củ hành vô. Bếp chảo chưa nóng với bà con ơi. Rồi. Ít miếng thịt gà. Bánh thịt gà nó chưa chín. Nhà mình tại trong tủ đá mình có thịt gà gì mình lấy ra mình làm thịt gà đó. Này là thịt gà ướp mà mình sắt lát mỏng nha. Nó để vậy cho nó chín. Cơm hồi nó cũng chín hết à, tại vì mình đậy nắp á. Mình lúc mình bỏ bột vô giờ mình rải nó ra cho nó đều vậy, bắt đầu bỏ bột vô nha. Lửa hơi mạnh quá chưa? Giảm đi chút nha. Rồi quậy bột lên cho một giá ngưng đi, tại cái bột cái chảo này nhỏ quá. Đậy nắp lại cho nó chín chút xíu đi, rồi dặn bếp bên đây bắt đầu mình nấu cái bếp bên đây nha. Cái mình phải dời cái máy camera của mình đó. Vậy đi ha. Rồi bật lửa bên đây. Để mình bật lửa mình dở luôn cho cả nhà coi chứ. Bật lửa lên rồi, lửa lên rồi. Để chảo xuống. Chỉnh lửa lại cho vừa đủ nóng nha. Bên đây mình để cái này đi, đằng mình để lót miếng giấy, đằng mình để cái nắp chảo lên. Đây mình có cái khăn giấy nè, mình để nắp chảo lên cho nó sạch sẽ. Rồi, giờ cho vô một tí xíu. Tí xíu cái này gì quên nữa nè. Sắt dừa. Tí xíu đậu xanh. Rồi. Tí xíu giá. Tí xíu nấm. Củ sáng. Rồi đậy lại nha bà con. Đậy lại chút xíu cho nó chín. Xong rồi mình dở ra mình cho nó vàng, cho nó giòn. Rồi dầu bên đây. Yeah.
ráng đều cái chảo đi, tại vì cái đầu tiên á để cái dĩa bên đây để đó. Rồi. Lửa cao quá rồi nè bà con ơi, khét rồi nè. Dặn lửa dặn chút xíu, dặn xuống chút xíu. Rồi, dặn xuống chút xíu là được rồi đó. Ồ. Ôi giòn rụm luôn. Rồi, cho dặn chút xíu nữa đi. Tại vì mình làm hai chảo nó lụp chụp quá. Mình làm hai chảo cho nó lẹ ra. Lửa hơi mạnh. Okay. Trời ơi, nhà có nấm mà quên. Chắc phải mình nâng lửa mình vô mình lấy nấm quá. Mình sắc ít cái nấm mà đem ra. Qua đi chợ có mua nấm mà quên á, thấy không? Nấu ăn mà không lấy đồ ra là quên chút lúc luôn. Rồi. Đổ bột vô thế là xong. Đơn giản chút xíu và chịu cực chút xíu có cái bánh xèo ăn. Bánh xèo miền Nam, bánh xèo miền Tây đó bà con ơi. Cái bên này chín rồi nè. Để nắp này cho chín bột nha. Cái bên này chắc có dễ, giòn quá thôi khét luôn rồi. Ô, 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 yummy. Ú, bà con ơi thấy không, yummy, yummy. Chạy nước miếng rồi, thế là có nước mắm. Trong tủ lạnh mình có nước mắm sẵn rồi. Yeah. Đây là một cái bí quyết nữa. Sau một cái bánh nó có những cái chỗ khác mình nắp kinh sạch nè cả nhà thấy không? Lau chùi cái chảo. Thế là cái bánh sau nó lại ngon lành. Tuyệt vời. Ở dưới này mình có cái thùng rác đây, mình sẽ phủi nó vô đây. Cả nhà thấy không? Đây là những cái gì mà nó bị khét đó. Rồi, cái bên đây. Cái bên đây thì dàn úa đây, bắt đầu mình bỏ vô. Thế là làm hai chảo một người làm không kịp tay luôn đó. Trời ơi, đổ bánh xèo chuyên nghiệp thấy khủng khiếp không? Mời cả nhà mời cả nhà ơi, trời mưa mà có bánh xèo ăn là bá chí con cào cào. Mà đậu xanh ít thôi, nhiều quá nó béo. Tí xíu giá nhiều quá. Tí xíu củ sắn. Rồi, để lại cho chín chút xíu nó mở ra. À, thế là bữa nay giờ mình bắt đầu em này nữa nha, xong rồi mình sẽ cắt video để cho cả nhà nghỉ mệt. Một hồi mình quay, mình đổ xong hết mình sẽ cho cả nhà coi sao. Da 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 da. Rồi. Củ hành này là ngọt khủng khiếp luôn. Chắc mình phải cúp máy nha bà con, để mình gọi phone vô nhà. Bây giờ mình đứng ngoài này cửa rồi đóng hết, ông không nghe đâu. Mình sẽ gọi ông xã mình rửa ít cái nấm rồi kêu cứu binh. Mình sẽ kêu cứu binh ra cắt rửa nấm, cắt nấm phụ đem ra để mình làm cái nấm. Chào cả nhà, bye cả nhà ơi. Đây là bốn cái bánh này mình sẽ đem lên mình gửi cho mẹ mình nè, giòn tan luôn nè cả nhà.
Nè giòn cái nè. Bây giờ em trai mình nó xuống nó lấy bánh cho nó đi lấy to go. Rồi sẵn mình gửi nó đem lên cho mẹ mình luôn. Ba căn nhà ở giống như hình tam giác vậy đó. Rồi nó lấy rồi nó để như nhà ăn, nó chạy nó bỏ xuống nó giao hàng cho mẹ mình giùm, rồi mình bắt đầu mình đổ mình ăn nha. Ok. Hey brother. Hey, what's up? Em út của mình đó đi xuống lấy bánh nó về ăn đó. Hai cả nhà mình đang nấu chiên bánh xèo nè. Đây là cái mâm bánh xèo của mình nha. Đây, mời cả nhà dùng. Đó, mình ra đây là mình phải đội nón từ lư, mặc hai ba lớp áo gió đó. Mà ra đây làm cho nó sướng cả nhà ơi, làm ở trong nhà. Ô, làm trong nhà gió ấy dầu mỡ chia rửa cực lắm. Ok cả nhà ơi, sau một hồi vật vã, đổ bánh xèo đã xong hết rồi nè cả nhà. Mình được tổng cộng 19 cái, cho mẹ mình 4 cái, ba mẹ mình với em gái mình 4 cái, cho hai vợ chồng em trai mình 4 cái, mỗi đứa 2 cái, con nó cũng ăn nữa. Rồi đây là mình được bên đây 4 cái, bên đây 4 cái, bên đây 2 cái này là đặc biệt không có nhân, chỉ có tôm thôi cho Kylie nha cả nhà. Còn cái này là cái cuối cùng, nó còn nhiều mình bỏ vô và nó... Trời ơi ngon quá cả người ơi, dùng rụm luôn, chảy nước miếng rồi. Giờ đây nhà mình chỉ có bó cải thôi, với lại đi chợ mà không có mua rau sống nữa nha. Cái này là rau răm nhà mình trồng nè, có mấy cọng nè. Đó, mà ở nhà ông xã mình không có ăn cái rau sống, chỉ có ăn rau cải cải thôi. Thì bây giờ mình nhiêu đây đủ mình ăn rồi. Thôi mà cả nhà dùng bữa với cả gia đình mình nha. Ăn bánh xèo miền Tây, bánh xèo của cô Diễm miền Tây. Rồi, chào cả nhà, chảy nước miếng cùng mình, nấu ăn với mình nha. Bye.